Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 2017. Giờ này là lúc 4 giờ 15 phút. Kính thưa quý vị, lý do tại sao chúng tôi có mặt ở tại Rockville, Maryland giữa cái ngã ba và xích một chút nữa thì lại cũng có một cái intersection đường West Montgomery Avenue và đường Grayfond Road và cái đường Van Buren Street. Thưa quý vị, trời hôm nay rất là nóng, hơn 90 độ. Sáng nay truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn đã đến để thu hình của buổi lễ chào quốc kỳ nhân dịp kỷ niệm 19 tháng 6 tại Eden Center, và sau đó lại chạy đi tới một cái buổi ra mắt sách. Nhưng mà sau đó chúng tôi lại từ chỗ buổi ra mắt sách chạy về Maryland, Rockville. Lý do là tại vì được tin là ở tại trong cái vùng này có cờ đỏ sao vàng được treo tại một cái trụ cờ chung với cờ của Hoa Kỳ. Thưa quý vị, và để tìm hiểu chúng tôi đến đây thì như quý vị thấy sau lưng chúng tôi, đó là cái cờ đỏ sao vàng đang bay phất phới ở trong bầu trời của thủ đô của vùng Maryland. Thưa quý vị, trước đây tuần trước đã có tin là có cờ đỏ sao vàng treo trước thư viện của Rockville, Maryland. Và chúng tôi cũng đã có thông báo đến một số quý vị chức sắc ở trong vùng để tìm hiểu và để có cái biện pháp. Nhưng mà hôm đó thì được biết là lá cờ đã treo vào hôm thứ Năm. Và ngày thứ Sáu là trong thư viện có buổi họp, chúng tôi không biết là họp về chuyện gì. Nhưng mà lá cờ được treo cho đến chiều thứ Sáu vào 5 giờ chiều thì họ đã gỡ đi. Có lẽ phải nghĩ rằng họ treo và không có thấy phản ứng gì mạnh mẽ của trong cộng đồng, nên hôm nay lại lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện ở tại địa điểm này. Chúng tôi đến đây để gửi đến quý vị những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được. Đây là một cái thực tế để mong rằng sẽ có cái để lưu ý tất cả quý vị trong cộng đồng, nhất là người cộng đồng người Việt tị nạn, cộng sản, và để được cái điều này không có thể tiếp tục xảy ra được. Xin mời quý vị theo dõi những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được.